Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà món bánh da lợn nha cả nhà. Nguyên liệu của mình thì gồm có lon nước cốt dừa nè, mình có đường nè, rồi mình có nửa gói đậu xanh nha, mình có bột năng nữa nè, bột gạo nữa nha cả nhà, và một có bột nếp nữa nha cả nhà. Bây giờ trước hết để mình pha bột nha. Chén rưỡi bột năng nha cả nhà. Còn đây là bột gạo nha cả nhà. Đây là bột nếp nè cả nhà, mình bỏ vô 2 muỗng nha. Cái đó là tới đường nha. Chút xíu muối nha. Mình quậy đều lên hết xong rồi mình có lon nước cốt dừa nè cả nhà. Mình đổ vô nha. Và mình đông thêm nửa lon nước cốt dừa, nửa lon nước nha cả nhà, mình đổ vô tiếp. Vậy là một chén rưỡi bột. Một chén rưỡi bột năng, 4 muỗng bột gạo, 2 muỗng bột nếp với lại một lon nước cốt dừa với lại nửa lon nước nha cả nhà. Một lon rưỡi vừa nước cốt dừa vừa nước dừa. Ở đây thì mình không có dùng cân hay là dùng bất cứ gì, mình dùng cái chén ăn cơm thì nhà nào cũng có, nó dễ làm hơn. Chứ là đơn vị lon mình lấy cái lon nước cốt dừa mình đo nước chứ là nước cốt dừa nó dễ làm hơn. Bây giờ mình quậy cho nó tan đều hết nha cả nhà. Cái máy để làm gì? Cái máy thì một chút nữa bột năng quên, bột đậu xanh á. Đậu xanh á thì mình nấu xong rồi mình bỏ vô mình cà nhuyễn đó. Mình quậy chung với bột với cả nhà. Ở nhà thì có thể lấy máy xay này hay là mà lấy máy xay sinh tố cũng được nữa. Bởi vì máy này nằm ở ngoài mình lấy mình xài luôn. Bây giờ mình để ra nha. Để
cho nó yên. Đây mình làm qua mình bật nước nha cả nhà. Giờ mình có bịch bột vani nha cả nhà, mình bỏ vô nha. Để mình quậy đều lên. Giờ nha, mình chia ra, tại vì mình đổ ba màu nha. Màu của đậu xanh với lại màu xanh lá dứa với lại cái này mình để lại cái màu trắng. Đó, bây giờ mình chia ra nha. Bảy giá à, đếm giùm hai luôn à. Bảy giá à. Để đây. Cái nữa mới bảy, cho cái nữa thì tám đi. Ở bên đây cái nữa là đều hết, nhắm nhùm là đều hết, cho bên đây cái nữa, cho cái đó giá này, giá nữa mới đủ 8 rồi. Cái nào cái phần ít á thì mình biết làm gì không, mình bỏ đậu xanh, tại vì cái đậu xanh bỏ vô chút nữa nó tan. Bây giờ đậu xanh á, giờ mình nói là đậu xanh á thì mình, cái này là nửa bịch nha cả nhà, mình nấu sẵn rồi. Cái này là mình tránh thời gian chờ đợi để mình nấu sẵn rồi, mình cũng đã tán sơ rồi, bây giờ mình bỏ vô máy. Không phải sản quá mà tử thu mình nhỏ quá. Giờ nha cả nhà, thì màu đậu xanh thì nó không có được vàng lắm. Bây giờ để mình bỏ vô một chút xíu màu vàng nha, mình bỏ vô trong đây. Đây là cách pha màu. Giờ mình bỏ vô nha cả nhà, mình chén nước vô. Mình lấy cái màu tém cho nó ngọt. Quậy đều cho mình luôn. Cái đậu xanh đó cả nhà, có thời gian cứ mình có thể mình nấu trước rồi mình bỏ vô bây giờ đó. Cho nó nóng luôn.
đây mình dùng cái khuôn nhôm nha, nên nó mình sợ nó dính không sạch giòn, xài màu xanh trước nha cả nhà. Còn nửa màu xanh vô. Có nửa màu xanh thôi, là một nửa thôi. Đó. Bây giờ mình đậy lại. Cái lần đầu tiên á, thì mình hấp nó hơi lâu, khoảng 7 phút thôi cả nhà. 7 phút. Tại vì nó lâu mình đợi cho nó chín mới được cái đầu tiên. Rồi bắt đầu nha. Giờ mình đổ màu xanh đi ha. Đổ xanh đi ha. Xanh thì mình đổ dày chút mình chi có không? Tại vì đậu xanh á chứ chi đâu đang nửa nửa hết là mình được làm sao lớp thì đó cho nó đẹp. Đậu xanh thì nó dày chút mình đây cắt nó lâu tại vì nó nhiều đó. Giờ mình đậy cái phần đậu xanh mình đổ nhiều để cho nó thấy có màu vàng. Nghĩa là mỗi lần là khoảng bao chờ khoảng 5-7 phút thôi. Dạ, từ 5 tới 7 phút. Ok. Ok. Bây giờ cũng được rồi nè. Hồi trước khi chế đó cả nhà, mình cũng quậy, mình để bột nãy giờ nó lắng xuống, mình cũng quậy sơ sơ nha. Mình cho cái bột của mình nó đều nha. Đầu từ cái dành chế vô chế cũng phân nửa nha cả nhà. Cứ như vậy mình tiếp tục mình cứ chế đều đều nhau vậy đó, mình xen kẽ màu. Bây giờ là cái này còn màu xanh còn lại nè cái này. Hai phần nữa là cái tiếp tục mình chế là xong, hoàn thành cái bánh cả nhà. Sắp chín rồi chứ chưa chín cả nhà. Hồi nãy cái khuôn của mình nó hơi nhỏ nên mình còn dư miếng, chứ mà làm cái khuôn lớn thì mình làm nó đủ, vừa đủ chứ nha. Dư miếng chút nữa là mình đổ ra cái khuôn nhỏ. Dư để bánh mình nó chín rồi đó cả nhà. Mình nại ra xong bây giờ mình để mình lấy ra cả nhà coi nha. Giờ nó nóng quá mình không thể nào mình cắt được hết cả nhà. Đẹp ghê không? Nó còn nóng lắm nên nó chưa có sắc màu lại, nó chưa có rõ cái màu lắm ha. Đó. Mình còn dư miếng thì mình đổ cái khuôn nhỏ xíu vậy nè cả nhà, còn có hai màu thôi mình đổ hai màu. Chứ đúng ra thì mấy cái khuôn lớn của nhà mình thì đủ đủ nhưng mà mình kiếm không ra. Bây giờ cái video clip chia sẻ với cả nhà cái món cách làm bánh da lợn của mình đã hoàn thành rồi cả nhà. Cả nhà cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Mong cả nhà hãy vào video clip của VBN Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Chân thành cảm ơn nhiều nha.